Xin chào, kính chào quý vị quan khách, đại diện các hội đoàn, các tổ chức và các tổ chức của Hội đồng Quân nhân Việt Nam Cộng hòa. Trong vòng ít phút nữa thì chủ nhiệm nhà báo người Việt cũng như là chủ bút nhà báo người Việt sẽ hân hạnh được thư truyền cùng với quý vị. Cho phép tôi được đề nghị thế này, bên ngoài bây giờ trời nó cũng hơi se lạnh một chút, và để cho không khí nói chuyện thảo luận nó được thân mật thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ làm một cái tác động đứng dậy để mà có thể ngồi cái vòng đầu tiên tròn cho nó gần gũi nhau, gắn bó một chút, chứ một lát nữa thì những người đến sau cũng sẽ khó chen vào cái hàng đầu nếu mà chúng ta không có ngồi. Em đề nghị Trung tá Phạm Đình Cung đứng dậy để làm một cái cử chỉ ngồi ngay lên phía trước để cho mọi người được theo. Thưa quý vị, tôi là Phan Đình Đạt, xin đại diện cho toàn thể anh em đại diện. Cảm ơn tất cả quý vị đã trở cái giờ rất là quý báu, nhận cái lời mời rất là gấp gáp của chúng tôi để mời tất cả quý vị tới đây để cho anh em đại diện có cái dịp để tường trình về một cái lỗi lầm, một cái tai nạn, một cái lỗi lầm lớn của thằng đại diện đối với đồng chí, đối với cộng đồng, đối với tập thể cựu chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị với tấm lòng thật là chân thành của anh em mình. Trong cái buổi ngày hôm nay đó thì chính yếu là chúng ta có cái gì, anh em người Việt có cái gì để gặp gỡ quý vị, để lắng nghe những cái vận tâm, những cái quan tâm của quý vị, và để được trình bày cho nó rõ ràng sự việc, và để có thể trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của tất cả mọi người. Và có lẽ quan trọng hơn nữa để ghi nhận những cái ý kiến, những lời khuyên bảo mà anh em sẽ cố gắng để chưa trong cái phần chính của phần đầu tiên đó, tôi xin giới thiệu anh Phạm Vũ Thiện Giao là anh chủ bút của tờ báo Người Việt. Anh Giao sẽ được trình bày cùng quý vị đó diễn biến sự việc nó đưa đến cái sai sót lớn của tờ Người Việt vào thứ bảy chủ nhật vừa qua. Để anh Giao sẽ trình bày cho quý vị. Trước hết thì cháu xin phép được xưng cháu và gọi là các chú các bác, bởi vì cháu nhìn qua đây việc đại đa số đều là có lẽ là lớn tuổi hơn cả ba của cháu, cho nên cháu xin xưng cháu và gọi là chú và bác. Cháu là chủ bút của nhật báo Người Việt, thì trước hết là những việc liên quan tới nội dung tờ báo cháu là người đầu tiên được chịu trách nhiệm. Sự việc nó xảy ra như thế này là ngày 7 tháng 7, chủ nhật 7 tháng 7 vừa qua, trên 10 độc giả của trang diễn đàn nhật báo Người Việt có một bức thư độc giả gửi vào và nhật báo Người Việt đăng lên với nội dung bàn về một bài viết khác được đăng trước đó gần 3 tháng trên cũng trang diễn đàn vào ngày 17 tháng 4 của tác giả Nguyễn Gia Kiển ở bên Pháp. Bài viết của tác giả Nguyễn Gia Kiển đã viết từ rất lâu rồi, có tựa đề là Vết thương ngày 30 tháng 4 và đăng trên website Thông Luận ở bên Pháp. Bài viết cho dù đã viết rất lâu nhưng mà viết về những suy nghĩ của tác giả đối với miền Nam Việt Nam và đối với cách đối xử đối với miền Nam Việt Nam của chính quyền miền Bắc của những ngày sau 30 tháng 4 1975, thì
những suy nghĩ đó nó có giá trị luôn luôn đúng, bởi vì nó đã là lịch sử rồi. Thành ra Nhật báo Người Việt mà cháu là chủ bút cho đăng cái bài của tác giả Nguyễn Gia Kiển lên, thì bài của tác giả Nguyễn Gia Kiển bày tỏ sự phẫn nộ và sự thất vọng mà ông nhìn thấy cách mà chế độ miền Bắc đối xử với những người ở miền Nam, những cựu quân dân cán chính của miền Nam, những tử sĩ của miền Nam và con cái của những người đó. Sau ngày 30 tháng 4 1975, tác giả bày tỏ, mà tác giả kết luận rằng đó là một sự ngu dốt và một sự ngạo mạn ngự trị đến toàn xã hội. Thì bài viết đó được đăng vào ngày 17 tháng 4 trên trang diễn đàn của Nhật báo Người Việt. Đến ngày 7 tháng 7, ngày Chủ nhật, thì có bức thư của độc giả Sơn Hà. Xin được nói sơ qua về cái cách mà Nhật báo Người Việt nhận được thư độc giả. Thư độc giả của Người Việt nhận vào từ rất nhiều nguồn khác nhau. Có những thư độc giả gửi bằng email trực tiếp cho cái bài viết được đăng trên báo. Có những người gửi bằng thư tay, có những người gửi bằng thư tay qua bưu điện, có những người mang trực tiếp đến cho tòa soạn. Và tòa soạn gom tất cả những thứ đó lại, lọc và đưa lên báo. Bức thư của lời bàn của độc giả Sơn Hà đối với bài viết của tác giả Nguyễn Gia Kiển là độc giả phủ nhận tác giả tất cả những gì mà tác giả Nguyễn Gia Kiển đã thấy và đã nói ra trên bài viết của mình. Và để phủ nhận những điều đó, lời lẽ mà tác giả Sơn Hào, thư độc giả đó, dùng là hết sức hàm hồ, vô ý thức và thậm chí đúng như lời mà tác giả Nguyễn Gia Kiển đã nói trong bài, đó là sự ngu dốt ngự trị trên toàn xã hội. Thì ngay sau khi bài báo được đăng ra, bức thư độc giả được đăng ra, ngay buổi sáng thứ hai ngày hôm sau, chúng tôi nhận rất nhiều những phản hồi, những ý kiến và sự phẫn nộ của độc giả Người Việt, của cộng đồng Việt Nam ở đây, những người đồng hành với tờ báo Người Việt trong mấy chục năm qua. Và cháu đã nhận ngay rằng đây là một vấn đề hệ trọng chứ không phải là chuyện nhỏ. Và cháu đã, với cái thẩm quyền của mình, cháu họp ngay ban biên tập và yêu cầu giải trình về bức thư đó. Thì người editor chịu trách nhiệm xuất bản tờ báo của ngày Chủ nhật là editor biên tập viên của Quý Hàm Nhiên, là người chịu trách nhiệm của trang báo ngày hôm đó, có giải thích ngay lập tức, không suy nghĩ, rằng nếu như thời buổi này mà còn có những kẻ binh vực cộng sản ngu dốt như vậy thì phải cho thế giới thấy. Rất tiếc là ý tưởng đó và cách hành xử đó không được giải quyết một cách chính chắn. Chẳng hạn có một cái sapo, có một lời comment của tòa soạn đi kèm lại với bài của tác giả Nguyễn Gia Kiển, thì có lẽ là mọi người không bị ngỡ ngàng khi đọc bức thư đó. Có lẽ sau 3 tháng người ta đã quên bài viết của tác giả Nguyễn Gia Kiển rồi. Sau khi nhận được tường trình từ ban biên tập, thì cháu phải tường thuật lại với cấp trên trực tiếp là chủ nhiệm Phan Huy Đạt. Và ngay sau đó, chủ nhiệm đã có liên tiếp các buổi tường trình báo cáo lại với cấp trên nữa là hội đồng quản trị của Nhật báo Người Việt. Và kết quả là lời xin lỗi và một số biện pháp kỷ luật đã được đăng trên tờ báo Người Việt. Ngay sau đó thì những gì cháu trình bày là diễn tiến của những việc đã xảy ra. Còn về phần nhận trách nhiệm thì xin được chuyển lời lại cho chủ nhiệm Phan Huy Đạt. Cảm ơn. Cảm ơn anh Giang. Dạ thưa quý vị, sẽ anh Giang vừa tường trình cùng quý vị đã cái diễn tiến cái sự việc. Ngay sau khi tôi được báo cáo về chuyện này thì tôi đã họp bàn ngay với ban điều hành của công ty và chúng tôi ghi nhận ngay tức khắc thì đây là một cái lỗi lầm lớn của tờ báo và công ty Người Việt. Và cái bổn phận của tôi là sẽ phải triệu tập ngay cái hội đồng quản trị và hội đồng chủ biên công ty Người Việt để mà cứu xét cái vấn đề này. Thì toàn thể hội đồng quản trị và hội đồng chủ biên cũng như ban điều hành công ty Người Việt trước đồng ý với nhau là đây là một cái lỗi lầm lớn.
và chúng tôi quyết định là phải nhận cái lỗi của mình, lên tiếng xin lỗi chính thức và chân thành với tất cả độc giả, với tất cả những cái toàn thể, những cựu chiến binh về cái lỗi lầm này. Và đồng thời đó, cứu xét vấn đề và sau khi nghiên cứu kỹ vấn đề trách nhiệm thì chúng tôi ghi nhận thấy một điều đó là cái trách nhiệm này là một cái trách nhiệm quá lớn đó. Do đó cái quyết định của hội đồng quản trị là trước tiên là có một sự nghiêm khắc kiểm tra cá nhân tôi là cái người điều hành công ty và anh chủ bút là người trực tiếp phụ trách bộ phận biên tập, cũng như là giao cho tôi cái quyền phải quyết định về việc cứu xét cái trường hợp của người phụ trách. Và chúng tôi đã tôi phải gọi chúng tôi cảm thấy là không thể có một cái sự giảm thiểu hay là giảm thích nào. Do đó chúng tôi đã quyết định là phải ngưng việc anh Vũ Kỳ Hậu Nhiên ở cái chức vụ phụ tá chủ bút. Đấy là cái tường trình và công việc của chúng tôi. Cái lời xin lỗi hôm nay tôi xin được nhắc lại. Nhật báo ở công ty Người Việt xin chân thành nhận cái lỗi lầm lớn của mình và xin chân thành xin lỗi độc giả, tất cả đồng bào và tất cả các đoàn thể quân tháng 9 Việt Nam Cộng Hòa và đã để cho cái bức thư hàng hồ nó xuất hiện trên mặt báo. Đó là cái nội tình và cái công việc đã diễn ra. Dĩ nhiên hôm nay thì là một cái buổi để mà gặp gỡ, để mà trao đổi. Tôi xin được lắng nghe có những cái thắc mắc hay là có những cái câu hỏi gì thì chúng ta anh em của Người Việt sẽ sẵn sàng sẽ làm sáng tỏ thêm tất cả quý vị. Xin trả cái micro lại cho anh Thái. Kính thưa quý vị quan khách, trước khi bắt đầu cái phần mà xin được đón nhận nghe ý kiến của tất cả quý vị, cho phép tôi được đọc một cái đoạn thư của cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa là ông Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời Cộng đồng Việt Nam miền Nam California. Ông viết rằng: chúng tôi ghi nhận thiện chí của Nhật báo Người Việt trực diện công khai thảo luận thẳng những vấn đề liên quan đến danh dự tị nạn về chính trị và lý tưởng quốc gia chân chính của mọi thành viên trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trong vùng Nam California. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh đón nhận biên bản hoặc một văn kiện tương đương tổng kết cuộc họp nói trên sau khi kết thúc buổi họp. Chúng tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh tị nạn hiện nay, người Việt quốc gia chúng ta tại hải ngoại, sự nhất tâm và tinh thần đoàn kết là yếu tố vô cùng quan trọng trong công cuộc đấu tranh đầy cam go của chúng ta đối với nhà cầm quyền tàn bạo vô nhân tính của cộng sản hiện nay ở trong nước. Do đó chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và trao đổi những ý kiến xây dựng đứng đắn trong một dịp có chuẩn bị trước. Chúng tôi xin lỗi đã không có mặt được trong cuộc họp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị quan khách, trước khi mà mời quý vị góp ý kiến thì phải nói là như thế này, là sáng hôm thứ hai thì cái người đầu tiên mà gọi cho chúng tôi và chúng tôi đón nhận một cách chân thành cái ý kiến đó và nhận ra ngay là lỗi của Nhật báo Người Việt, đó là cựu thiếu tá cảnh sát quốc gia Phan Tấn Ngưu. Ông là chủ tịch của Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói một cách rất nghiêm khắc về cái lỗi lầm này và ông cho biết là Liên hội sẽ có phản ứng ngay lập tức trong buổi sáng hôm đó. Và chúng tôi đã tiếp tục tuyên truyền với ông Phan Tấn Ngưu. Trong lúc đó thì vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, thậm chí có những người đến tận tòa soạn để bày tỏ một thái độ vô cùng phẫn nộ trước cái bài báo đó. Và ban chủ trương Nhật báo Người Việt, ban giám đốc và anh em nhân viên hiểu được ngay rằng đây là một phản ứng hoàn toàn chính đáng, bởi vì chính nội dung của cái bài viết đó là một nội dung không thể chấp nhận được, bởi vì tập thể tị nạn chúng ta sống tại khắp nơi trên thế giới đã bỏ sau lưng lại tất cả những kinh nghiệm đọa đầy do một chế độ bảo tàng đang cai trị tại Việt Nam. 2 giờ trưa ngày hôm thứ hai thì ông Phan Tấn Ngưu đã đi cùng với một phái đoàn gồm có một số các vị sĩ quan cao cấp, trong đó có
chúng ta nhận của sư đoàn 18 bộ binh, có ông thư tá Dầu và cô chúng ta ước đến và đã nói bằng những ngôn ngữ hết sức mạnh mẽ và nhắc nhở nhà báo người Việt phải có trách nhiệm lên tiếng về vấn đề này và chuyển đến chúng tôi cái lá thư của Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Chúng tôi đã trang trọng đăng cái thư đó lên. Và ngoài ra, ngay ngày hôm đó thì ban giám đốc, hội đồng chủ biên, hội đồng quản trị và ban điều hành đã họp để tìm những cái giải pháp nói lên cái tấm lòng chân thật, tha thiết của nhà báo người Việt đối với cái sự kiện mà phải nói rằng đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Và đối với lần này, không cách nào nói rằng không nhận lỗi được hết. Và cái lời nhận lỗi đó phải được khẳng định một cách mạnh mẽ, một cách công khai với tất cả độc giả cũng như mọi người. Kết quả của những phiên họp đó là lá thư của ông chủ nhiệm Phan Huy Đàm đã nhận trách nhiệm, nhận lỗi lầm, xin lỗi độc giả và đồng thời khẳng định là đã cho ngưng việc người có trách nhiệm. Bản thân ông chủ nhiệm Phan Huy Đàm, bản thân anh chủ bút Phạm Vũ Thiện Giao cũng đã nhận một cái lời khiển trách nghiêm khắc của hội đồng quản trị và sẽ có biện pháp chế tài. Hôm nay thì ông Phan Huy Đạt cũng đã chính thức thông báo cùng với quý vị quan khách là người chịu trách nhiệm về cái bài thư độc giả đã đưa lên báo là anh phụ tá chủ bút ở Vũ Quý Hồng Nhiên và anh đã được cho nghỉ việc. Bây giờ thì cái phần của ban chủ biên nhật báo người Việt xin trân trọng lắng nghe ý kiến của tất cả quý vị quan khách. Chúng tôi xin mời ông Cảo của bác sĩ Cảo của diễn đàn giáo dục. Bây giờ quý vị, trước khi tôi có đặt cái câu hỏi đến với lại quý vị ở báo người Việt thì cho tôi xin phép được nói một vài lời. Thứ nhất, cá nhân tôi là một bác sĩ, trước 30 tháng 4 tôi đã phục vụ tại bệnh viện quân dân y 3 vùng chiến thuật và sau 74 thì cá nhân tôi đã được tập trung trong trại cải tạo và khổ sai ở trong rừng trong 3 năm trời và chúng tôi đã phải 13 lần vượt biên mới tới được cái sự tự do này. Và khi đọc được cái bài báo ở trên báo người Việt thì khởi sự đầu tiên tôi nghĩ đây là một tai nạn nghề nghiệp thì chúng tôi cũng ở trong bài báo. Nhưng mà qua diễn tiến cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ, chúng tôi thấy rằng và chúng tôi sẽ chứng minh rằng đó không phải một tai nạn nghề nghiệp. Bởi vì sở dĩ tôi có cái chút dài dòng như vậy là bởi vì riêng cá nhân của một người cải tạo viên thôi thì chúng tôi đã bị xúc phạm. Bởi vì trong cái bài báo đó đã nói chúng tôi là những người mà ác ôn, có mang nợ máu với nhân dân. Và suốt trong thời gian trước năm 74 tôi là những người đã khám bệnh cho dân chúng, cho thương bệnh binh và trong đó có cả những người bên kia chiến tuyến. Và chúng tôi xét rằng chúng chưa bao giờ làm cái điều gì mà gọi là gian ác hay là cái tội máu với nhân dân. Mà trong cái bài báo này nói rằng chính sách cải tạo vô rất nhân đạo và chỉ có những người mà mang tội ác với nhân dân và nợ máu với nhân dân mới được đem đi cải tạo để trở thành người lương thiện. Thì đó là một sự sỉ nhục mà tôi nghĩ rằng không riêng tác giả mà những vị chọn để đăng cái bài đó lên cũng phải nhận cái trách nhiệm. Ngoài những cái trách nhiệm mà phỉ báng cả cái chế độ để nhất để bị cộng hòa, cả nhân dân Việt Nam, chúng tôi không dám đề cập tới riêng cá nhân tôi thôi, chúng tôi đã cảm thấy xúc phạm nặng nề. Và sở dĩ hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để trình bày là
qua cái diễn tiến đó, thì khi cái bài báo được đăng lên rồi, thì như quý vị đã trình bày, ngày thứ hai quý vị đã nhận được sự phản đối, quý vị đã họp cái ban lãnh đạo, ban chủ trương, ban biên tập. Nhưng mà đến ngày thứ ba, quý vị đọc ở trên cái trang khi mà đăng cái lời, cái lá thư phản kháng của cục chiến sĩ, thì cái lời tòa soạn, cái lời tòa soạn, tôi xin đọc lại lời tòa soạn, tức là cái lời mà quý vị đã họp với nhau và đã viết ra cái lời tòa soạn đó, thì lời tòa soạn đó quý vị cho rằng là cái quý vị đã chọn đăng cái bài báo đó vì theo chủ trương đường lối của tờ báo muốn có những cái ý kiến khác biệt để tranh luận, chứ trong đó không có một cái lời nào nói là một cái tai nạn hay là một cái sự sai lầm cả. Thì quý vị đã xác nhận ngay đi kèm với cái thư xin lỗi đó là cái đường lối của tờ báo như vậy. Vâng, và qua đến ngày thứ, đến thông lập ngày thứ năm, khi tôi đọc được cái lời xin lỗi của ông Đảng, thì thực sự một cái tờ báo nếu có một cái sự sai sót, dù là sai sót kỹ thuật hay là thế nào nữa, thì nếu mà khi quý vị ngày thứ hai quý vị chưa nhận lỗi, ngày thứ năm quý vị đã nói là có sự lỗi rồi, nhưng mà cái lời xin lỗi tôi nói thành thật với cá nhân tôi không chấp nhận được, vì nó hời hợt, vì nó vô trách nhiệm. Trong cái lá thư đó chỉ nói là chỉ nói đến cái người chọn cái lỗi, cái người chọn lá thư, chứ không phải là cái người đó là cái người phụ tá chủ bút. Và trong cái quyết định đó chỉ là ngưng việc, thì với một cái văn của một người luật sư chữ ngưng việc khác với chữ thôi việc, khác với chữ đuổi việc, khác với lại chữ mà sa thải, chúng tôi ít nhất rằng là cái người phụ trách đó phải được sa thải khỏi tờ báo. Bởi vì như quý vị đã trình bày, cái ông Vũ Quý Hồng Nhiên đã là lần thứ ba ông ấy làm cái việc này. Quý vị đã tha cho ông rồi, quý vị lại đưa ông ấy trở lại để ông lại làm trở lại, và bây giờ quý vị chỉ ngưng có nghĩa là sẽ xin phạt lại. Tại vì cái văn từ khác như tôi hiểu, cho nên là chúng tôi chỉ đến đó thì chúng tôi thấy rằng là cái lời xin lỗi quý vị có, nhưng mà nó không có chân thành, nó không đúng lúc và nó không đúng mức. Vậy một lần nữa thì trước khi viết lời thì tôi xin quý vị minh xét lại với một lần nữa, khi chọn đăng cái tờ báo đó và sau khi đã họp rồi, quý vị vẫn đưa ra cái lời tòa soạn nói rằng đó là cái chủ trương đường lối của tờ báo, thì xin quý vị minh xét lại. Thưa bác sĩ Cào, chúng tôi ghi nhận là một vài ý kiến chính ngay trong phần mềm bác sĩ Cào trình bày. Thứ nhất là cái phản ứng không đúng mức, không mau lẹ. Cái điều thứ hai là không có đủ minh bạch đối với cái người nhân viên, mà bác sĩ Cào nói rằng cái chữ ngưng việc đó nó không tạo cho người ta có cảm tưởng dứt khoát với một người mà đã phạm lỗi lầm. Và cái điều thứ ba là ngay cái bài báo ngày hôm sau đó, trong lời tòa soạn, làm cho người đọc có cảm tưởng rằng cái việc đưa cái lá thư đó lên là một chủ trương. Cho phép tôi được thưa thế này, khi đọc cái lá thư, trong một lá thư bài bạn đọc của cái người ý tên là Sơn Hào đó, tôi tin là không có người nào trong chúng ta ngồi đây mà không phẫn nộ. Tôi tin là một người dân Việt Nam bình thường, chứ đừng nói gì một người đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ cho một cái phần đất khỏi bị cái chế độ man dợ đã chiếm đóng, mà họ không phẫn nộ trước một bài viết như vậy. Bởi vì không thể chối cãi được, nội dung của bài viết đó đã chà đạp lên cái ước vọng, cái lý tưởng được sống trong tự do, dân chủ, hạnh phúc của toàn dân tộc Việt Nam, chứ không riêng gì của Việt Nam. Tôi tin là đồng bào miền Bắc khi sống trong chế độ đó cũng có một thiết tha như vậy. Thì cái lỗi lầm đó là một lỗi lầm dứt khoát mà nhật báo người Việt đã nhận lỗi. Cái điều thứ hai phải xin thưa thật là
cơ chế của người Việt thì nó có phần cồng kềnh. Với một cái số nhân sự 50 người, phải có tổ chức hội đồng quản trị, hội đồng điều hành, hội đồng chủ biên. Cho nên thú thật một điều là trong đúng cái bối cảnh vào những ngày hè, một số nhân sự của hội đồng quản trị, một số nhân sự của hội đồng chủ biên đã không có mặt kịp thời và đã bỏ một số công việc để về họp cho nó kịp, cho một cái giải pháp dứt khoát là trừng phạt cái người phạm lỗi và khiển trách chủ nhiệm cũng như chủ bút, và quan trọng hơn tất cả là chân thành nhân lỗi với toàn thể đồng bào và quý vị độc giả, đặc biệt là bày tỏ tấm lòng đối với những người mà đã từng chiến đấu bảo vệ cái lý tưởng tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Thành thử ra chúng tôi nói như vậy như là một cái lời chân tình, nhưng mà xin được hết sức trân trọng đón nhận ý kiến của bác sĩ Cảm. Xin mời chúng ta Phạm Đình Cung. Tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Tôi đến đây hôm nay mục đích của tôi là tôi xem cái lời nói của chủ nhiệm của ông chủ bút có thành thật không, hay là giống như mấy kỳ trước nói sa thải rồi vẫn còn tiếp tục cho làm. Thì hôm nay tôi đến đây tôi đang nghe rõ cái câu mà ông chủ nhiệm với anh Giao đã nói là cho Vũ Hạo Nhiên nghỉ việc. Thì tôi nói thật với quý vị rằng ông Vũ Hạo Nhiên tôi không có sai lầm gì cả. Anh ta là một người có tài chứ phải không? Nhưng mà tôi cho là không. Là vì cái đây là cái thủ đô của người tị nạn. Mà anh dám làm cái chuyện như vậy là tôi thấy là anh quá sức. Anh coi thường mọi người. Cũng như bác sĩ Cảm nói hôm nay, tôi tin chắc rằng đa số anh em chúng ta ngồi trong này đó, chúng ta đều là cựu quân nhân cả và chúng ta cũng đi tù cộng sản, không có thể tạo gì cả. Tôi nói cho là đi tù. Ở trong đám ngồi đây với tôi có anh nhà văn Huy Phương, có anh Triệu của người Dô cùng một trại với tôi. Vậy mà tôi sang tới đây tôi vẫn còn có một số người cũng hiền hiền trong này viết lên báo gọi tôi là ăn đen, là làm tay sai cho giặc. Tôi nghĩ rằng những người có hiện diện đây nên coi lại cái mặt mình trước khi mà lên án người ta chỉ nghe mà không thấy. Tôi nói cái điều đó chắc ai những người viết cái đó thì nên tự cục mặt xuống, đừng có nhìn tất cả quý vị ở đây. Quý vị có biết rằng thằng cộng sản nó xài người đó. Hôm nay tôi nói luôn một thời gian thôi, nó không trả đạp, nó không bằng hình thức nó thì nó cũng giết. Như tên Lê Quý Biên, quý vị còn nhớ rằng thì là cái tờ báo của người Việt khi Đỗ Ngọc Yến còn sống, cái người mình đưa tấm hình chụp Đỗ Ngọc Yến chụp chung với phó thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Trung là Lê Quý Biên đưa ra. Nó xài một thời gian sau về Việt Nam, nó cho chết là gọi là đung xe mà chết. Quý vị thấy chưa, cộng sản nó tàn ác lắm. Tại sao lại bây giờ đây chúng ta không đoàn kết với nhau mà động một chút là chúng ta lại đưa nhau lên báo, rồi chúng ta hăm he biểu tình là cái gì, làm cái gì, có chống cộng được không? Chắc là không, với hình thức như vậy. Thì tôi đến đây mục đích là khi tôi nghe ông chủ nhiệm Phan Huy Đạt, anh Giao nói rằng đã sa thải cái người đó, thực sự thì bây giờ tôi mới tin. Tôi thật sự bây giờ tôi mới tin, chứ còn nếu mà tôi không nghe được mấy ông nói đây tôi không tin lại đi. Trước đây cái vụ đi trào dưới chân của cô Châu Huỳnh Châu Huy đó, rồi này vẫn thấy ông Nhiên ông đi làm việc như thường. Thì bây giờ nó bị sa thải rồi thì cái đó là tôi cảm ơn ông chủ nhiệm báo và anh Giao đã, và anh em ban quản trị của báo Người Việt đã làm một việc đúng đắn. Cái đó là cái là tôi thành thật cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị.